Vừa qua tại Hà Nội đã diễn ra lễ công bố khởi công xây dựng dự án nhà máy nhiệt điện đốt than BOT Vĩnh Tân 1. Dự án nhà máy nhiệt điện đốt than BOT Vĩnh Tân 1 đặt tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận với công suất 2 × 600 MW, tổng mức đầu tư dự kiến là 1,755 tỷ đô la Mỹ. Đây là dự án nhiệt điện đầu tiên sử dụng công nghệ tiên tiến lò hơi siêu tới hạn đốt than phun, sử dụng than anthracite Việt Nam. Dự án được góp vốn bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Lưới điện Phương Nam Trung Quốc, công ty trách nhiệm hữu hạn Điện lực Quốc tế Trung Quốc và Tổng công ty Điện lực Vinacomin, thực hiện theo hình thức xây dựng vận hành chuyển giao BOT. Thời gian vận hành và kinh doanh dự kiến 25 năm, sau đó chuyển giao vô điều kiện cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền Việt Nam.